Tập 3. Đoán đâu rồi. Người bạn trung đọc của cậu đâu? À, tôi đã sắp xếp chỗ ở cho cô ấy. Tôi dẫn ông đến đó. Tôi ăn no quá, đứng dậy hết nổi rồi. Trời ơi. Không được, không được rồi. Vậy tính sao đây? Tiền bỏ đi hết nổi rồi. Trời ơi, chuyện này quá đơn giản. Kêu bạn của cậu tới thực thần cư thì được rồi. Ý này rất hay. Tôi sẽ đi ngay. Mà chết tôi rồi. Sao rồi? Tôi cho uống thuốc, châm cứu luôn. Phải tùy theo sự tạo hóa của ổng. Bà nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ bà không dám chắc có thể trị khỏi bệnh cho mình chủ sao? Nè, cho uống thuốc giải rồi phải cần có thời gian để hồi phục chứ. Cậu tưởng ăn cơm sao? Nước vô rồi thì thấy no ngay hả? Bà, thôi đi, tôi làm xong việc rồi tôi về nha. Khoan đã. Chuyện gì nữa? Vì sự an nguy của minh chủ, tránh tình trạng bà vừa đi khỏi bệnh tình đột nhiên khác thường, bà cần phải ở lại Chí Tôn Minh. Hả? Cậu nói sao? Kêu tôi ở lại đây hả? Không được, không được. Tôi còn phải về nhà nấu cơm cho lão già ăn đó. Thôi đi đi. Từ giờ đến lúc minh chủ phục hồi, bà cần phải xem chừng ông ta. Trại Tây Thi, mời đi hướng này. Bẩm báo hữu sứ, ngoài kia có người tìm ngài, nói là có tin tức của thích khách. Chà, cái bình này ít nhất cũng bán được mấy trăm lượng. Chính là các người này tìm được thích khách phải không? Đúng, đúng như vậy. Tên họ là gì? Tại hạ Thiên Thủ Thiên Dương, Nam Ba Dạng. Tại hạ Quỷ Khóc Thần Hiệu Nam Bá Kiều. Tên họ là gì? Tôi tên Thảo Bào. Nó tên Thảo Tích, mùi mũi của tôi. Thích khách ở đâu? Tên hung thủ hành thích minh chủ đang trốn ở trong một hang động gần đây. Vẫn được. Vậy tiền thưởng đâu? Bắt được thích khách lúc đó sẽ có. Nếu như không bắt được. Đi hướng này, hướng này. Dạ, tôi bám theo ả đến hang động phía trước đó. Vẫn được. Dạ dạ. Đi lối này. Nhanh lên, nhanh lên. Chính là chỗ này, mọi người nghe cho rõ, cảm cho kỹ cho ta. Chính là chỗ này, chính là chỗ này nè. Mời lên, mời lên. Khám xét cho kỹ nha. Hả? Ả đâu rồi? Tôi theo dõi ả từ chỗ đâu? Này mà. Người đâu? Người đâu? Dạ, hôm đó tôi chứng kiến tận mắt mà. Chính là hang động này, tôi cũng nhìn thấy đó. Phải, phải, phải. Ả đâu rồi? Sao lại như vậy được? Hữu sư, hữu sư, nguy rồi, bốc cháy. Nguy rồi. Có chuyện gì? Khai bẩm hữu sư, ngoài kia phát quả rồi. Chúng ta phải chạy khỏi đây mau, nếu không sẽ nguy hiểm lắm. Phát quả rồi, chạy. Hữu sư, rút. Mau lên, rút. Rút, lên. Chạy rồi, chạy rồi, chạy lại rồi. Ngọc Nhi, là tôi, trong hang động này có đường hầm. Cô mang theo tôi đi. Chạy đi, mau lên. Chạy đi, chạy lên. Đúng là khốn kiếp, có người cố tình phóng quả rồi. Nhất định là hai tên vừa rồi, họ có đồng bọn đi theo. Giờ đây mau. Chú nằm đâu? Nằm lên giường đi. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, cô thấy sao?
Ngọc Nhiên gọi nghe thân thiết như vậy. Á là vậy của huynh. Cô là bạn của tôi. Louis, tình nghĩa của cô tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Bạn bè? Huynh có thể liều mạng để cứu bạn bè sao? Đương nhiên rồi, đó là tình người mà. Cô sao vậy? Cô ấy là bạn của huynh thật sao? Đúng, cô ấy là bạn của tôi. Theo huynh nghĩ, tôi giúp huynh làm một chuyện lớn như vậy, kêu trải qua đà cứu cô ấy, chẳng hay huynh có thể hứa với tôi 3 điều kiện hay không? Đừng nói là 3 điều, cho dù là 100 điều tôi cũng hứa với cô. Cô nói đi. Thật sao? Thật. Cô nói đi. Tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng mà tôi nói cho huynh biết, 3 điều kiện đó đối với tôi rất quan trọng. Khi nào tôi nghĩ ra rồi, huynh... Được, khi nào con nghĩ ra được cứ nói cho tôi biết. Tôi xin cô mau hối trả tiền bối cứu cô ấy đi. Sao lại vội như vậy? Trải qua đà, mau chữa trị cho cô ấy đi. Được. Trời ơi, xem ra vị cô nương này trúng độc khá nặng đây. Trai tiền bối, cô ấy bị trúng thuốc độc gì? Cô ấy trúng hắc tâm can. Nếu cô ấy dẫn khí, máu độc sẽ dồn vào tim. Cũng may có người hút máu độc giúp cô ấy trước, nếu không thần tiên cũng phải bó tay. Nhậm Quân thân nhiễm bách chủng độc, bất năng đã ngã kim tiêu thành. Tiêu âm ma phu xuất ma thủ, bảo ni vô bệnh nhất thân kinh. Không nên dẫn công chống lại. Xong rồi, chất độc trong người đã được thải ra. Tôi sẽ kê thuốc, uống vài thang sẽ khỏe lại ngay. Đa tạ tiền bối. Ngọc Nhi, cô thấy sao? Nào, nằm nghỉ đi. Khoan đã. Hả? Đừng bao giờ cho cô ấy ngủ say. Vừa rồi tôi làm cho khí huyết toàn thân cô ấy chạy ngược, cho nên cô ấy cần phải giữ tỉnh táo trong 12 canh giờ. Và lại tứ chi phải không ngừng hoạt động, giúp khí huyết hồi phục. Nếu không, cô ấy sẽ trở thành người tàn phế. Sau 12 canh giờ đó, muốn ngủ, muốn thức, muốn cãi nhau gì đó, tùy cô ấy. Tiền bối cứ yên tâm, tôi không cho cô ấy ngủ say đâu. Tôi sẽ giúp cô ấy dẫn công. Đi. Từ từ. Từ từ. Yến Tạng Phong, 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 Yến Tạng Phong. Chà, dĩa thịt bầm này bầm đến nát nhừ, nhưng dù sao thì nó vẫn còn giữ được độ dai. Quả nhiên là do vua nữ bếp ra tay. Nè, một con người như cô đây, tại sao phải vì tên Yến Tạng Phong đó mà đau lòng như vậy? Louis, nghe lời đi. Cô phải tập trung nghiên cứu ẩm thực, không nên vì bọn đàn ông mà phân tâm nữa ha. Đại nương, bà có biết 3 nguyên tố lớn dùng đao là gì không? Tôi không biết. 1, xuất đao phải nhanh. 2, xuất đao phải chính xác. 3, xuất đao phải mạnh tay. Nay tôi đã chậm hơn con gái đó 1 bước rồi. Nếu như tôi muốn giành lại Tàng Phong, tôi phải nhanh và chính xác. Chậm thôi, đừng vội. Nước đây rồi.
Louis, vất vả cho cô quá. Tôi nghĩ chắc Quỳnh cũng đã mệt rồi. Nào nào nào, Quỳnh giao cho tôi. Louis, để tôi làm được rồi. Trời ơi, Quỳnh là đàn ông con trai cứ ở trong phòng. Tôi muốn lao người và thay quần áo cho cô ấy cũng bất tiện. Quỳnh để tôi. Trời ơi, thôi được, thôi được, thôi được. Cậu đó nha, không nên nhúng tay vào chuyện này. Cậu đi theo tôi, sáng mai đi hút thuốc cho cô ấy. Louis, cô làm được không? Được, 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 Quỳnh cứ yên tâm. Tôi không hẹp hòi với Ngọc Nhi đâu. Trời ơi, tiểu tử kia, đi, 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 đi. Được, chúng ta đi tiếp. Bái Ngọc Nhi, cuối cùng ta đã tìm được ngươi rồi. Lạ thật, đã khuya lắm rồi, tại sao vẫn chưa thấy lão thái bà đó trở về vậy? Cuối cùng bà ấy đã đi đâu? Mệt chết tôi rồi. Chào đại nương. Mới sáng sớm cậu tới đây làm gì? Trai tiên bối kêu tôi mang thuốc đến cho Ngọc Nhi. Ê, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Louis, Louis. Cô thức dậy đi. Nè. Nè nè nè. Để tôi, để tôi, để tôi. Hả? Louis. Nè, sao cô xấu quá vậy? Tôi giúp cô hoạt động cả đêm, vậy mà cậu xô tôi sao? Ngọc Nhi không cố ý đâu, cô có sao không? Hay lắm, công lực của tôi đã phục hồi rồi. 12 canh giờ đã qua đi rồi, xem ra công lực của cô đã hồi phục. Đa tạ nhiều gì đã cứu tôi. Không cần đa tạ tôi, có đa tạ thì đa tạ trải qua đà đi. Người mà trải qua đà chữa trị không ai chết được đâu. Louis cảm ơn cô. Nếu như không có cô, trại tiền bối không chữa trị cho cô ấy đâu. Không gì phải đa tạ cả. Sau này chuyện của Quỳnh cũng như chuyện của tôi. À đúng rồi, tôi phải làm mình cho Ngọc Nhi và thay quần áo nữa. Được, có ngay. Nè, cô cho tôi xin thau nước nóng. À, được rồi. Đi. Qua đây. Xin lỗi cô. Cô thật sự khỏe lại rồi sao? Ừ, khỏe lại rồi. Xin hỏi cô có phải tên Lưu Y không? Ừ, tôi tên Ngọc Nhi. Tôi biết rồi, Tàng Phong có kể cho tôi biết. Đa tạ cô đã cứu mạng tôi. Đừng khách sáo, cô là bạn của Tàng Phong, cũng là bạn của tôi. Nè Ngọc Nhi, tôi có chuyện này muốn hỏi cô. Cô phải trả lời nghiêm túc đó. Được thôi, cô cứ hỏi đi. Người hút máu độc giùm cô nhất định là Tàng Phong có phải không? Tất nhiên không phải Quỳnh ấy. Sao cô lại hỏi như vậy? Tàng Phong rất tốt với cô, tất nhiên tôi phải lo rồi. Cô lo? Ừ. Nè Ngọc Nhi, cô có ý trung nhân chưa? Xem như là có. Vậy cô phải hiểu cảm nghĩ của tôi. Chứng kiến người mà mình thương yêu tốt với một cô gái khác như vậy, trong lòng rất là khó chịu. Ý cô nói cô thương Tàng Phong? Ừ. Tàng Phong không nói ra lời, nhưng theo tôi biết, trong lòng Quỳnh ấy thương tôi lắm. Cô biết lần đầu tiên tôi gặp Tàng Phong, Quỳnh ấy anh dũng lắm. Lúc đó có hai tên vô lại ăn hiếp tôi. Quỳnh ấy không chỉ ra tay giúp tôi, còn nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Ngọc Nhi, sao tôi cảm thấy sắc mặt của cô xấu quá vậy? Đâu có, tôi khỏe nhiều rồi. Nè, cô chờ tôi, tôi mời trải qua đà đến đây. Ê, Lưu Y, tôi nghĩ không cần đâu. Cô nên quý chuộng tình cảm của huynh ấy. Tôi chúc phúc nhiệm gì. Tôi đã tạ cô. Mời vào. Tàng Phong,
Cô nhờ Ngọc Nhi trò chuyện đi. Tôi đi nấu cơm cho cô ăn nha. Được. Nè Ngọc Nhi, tôi muốn đi ngủ. Cô mệt hả? Vậy cô nằm nghỉ cho khỏe. Xung quanh đây mấy chục dặm, ta đã tìm hết rồi, kể cả một bóng ma cũng không thấy. Vậy mà các ngươi dám nói là không gạt ta? Nhưng Quynh không thể nói ngọn lửa trên miệng hang do đồng bọn của họ gây ra. Rõ ràng Quynh biết tôi không có gạt Quynh mà. Đánh tiếp cho ta. Đừng có đánh nữa. Tôi thừa nhận tôi gạt Quynh. Người nghe đây, lần này chỉ là một bài học nhỏ thôi. Nếu còn lần sau, ta cam đoan sẽ cho các người rơi đầu. Không dám chúng nữa. Tôi không dám nữa. Không dám. Hành lá, gừng già, đương quy, ớt chuông và bột mì nữa. Chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? À, còn tỏi nữa, xem chút quên mất. Tôi nhớ rồi, tôi phải về sớm. Tôi đi đây. Hey, cha. Trái cây. Đại nương, đại nương, còn thiếu trái cây nữa. Tôi nghe rồi. Xin mời Dung. Đa tạ. Khách quan, đồ ăn có mang lên hết rồi, có cần mang thêm không? Được. Ăn đi Quynh. Ngọc Nhi đang ở hậu viện, dẫn hả ra đây cho ta. Dạ, không cần đâu. Xích Tuyết tỷ tỷ, muội đang ở đây, đừng làm hại kẻ vô tội. Ngọc sư muội, sư phụ lo cho muội lắm đó. Tỷ tới kêu muội đi về hả? Đúng vậy. Ngọc sư muội, xin mời. Thương tích của muội vẫn chưa hồi phục, tỷ có thể cho muội thêm vài ngày để dưỡng thương hay không? Chúng ta đi tìm muội đã tốn hết mấy ngày rồi, nếu muội còn không đi về, sư phụ mà trách tội, sao ta gánh vác nổi đây? Muội hành thích minh chủ, xem chút đã thiệt mạng. Không phải muội không đi về, chẳng qua muội chỉ xin tỷ gia hạn thêm vài ngày. Không được. Trời ơi, sao dạo này tôi hay quên vậy? Không lẽ là vì tôi đang yêu hay sao? Sao các người lại? Trời ơi, không lẽ họ bị trúng độc sao? Lưu ý cô nương, cô yên tâm đi, họ không sao hết. Cô còn nói không sao? Cô xem họ đã ra nông nỗi này rồi. Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô nương, cô đã quấy rầy đến chúng tôi, mà cô lập tức đi ra ngoài. Cô đuổi tôi đi khỏi. Tôi không đuổi cô ra ngoài là may rồi, cô dám đuổi tôi hay sao? Cô không ra ngoài cũng được. Cho tôi biết tên, tôi cần phải biết người sắp bị tôi đưa đi chào Diêm Vương là ai. Trời ơi, cô dám đe dọa tôi sao? Tôi đoán không lầm, lát nữa tôi sẽ đưa cô đi chào Diêm Vương đó. Cô. Được, tôi cho cô chết tâm phục khẩu phục. Cô nghe cho đó đi, chúng tôi chính là tỷ tỷ. Vì cô nương này chính là ân nhân cứu mạng của muội, tỷ đừng hơn thua với cô ấy. Tỷ tỷ, ta mặc ả là ai? Tốt nhất ả nên rời khỏi chỗ này, nếu không ta sẽ cho ả ngủ say một giấc. Hả? Thì ra những người này đều do cô giở trò. Là tôi làm thì sao? Cái đàn bà ngang ngược kia, xem ta cho người biết tay. Cô vừa nói gì? Bộ ngươi không hiểu sao? Ta sẽ lặp lại cho ngươi nghe. Đồ ngang ngược, đồ ngang ngược, đồ ngang ngược. Xích Tuyết tỷ tỷ, tỷ hãy tha cho cô ấy đi. Ngọc Nhi đừng cản ả, trả ra tay đi. Tỷ tỷ. Xem ra trong mắt của Ngọc sư muội không còn sự tồn tại của tỷ tỷ ta nữa. Không dám, muội chỉ hy vọng tỷ có thể tha cho vị cô nương này. Tha cho ả?
Cũng được, vì mùi lập tức đi theo ta. Đi về à, Ngọc Nhi, đứng nói cả buổi thì ra tỷ tỷ cô muốn đưa cô về hả? Vậy còn chờ gì nữa, mau thả về đi. Tôi... Trời ơi, cô chần chờ gì nữa, cô đã bỏ đi lâu rồi, đến lúc phải về thôi. Cô ấy đã đánh ngất mọi người ở đây mới đưa cô đi. Một vị tỷ tỷ tốt như vậy bây giờ hiếm có lắm, cô mau thì tỷ tỷ về đi. Cô chần chờ làm gì nữa? Vì cô nương này, tại sao cô... Tỷ tỷ, lúc đầu tôi không biết cô là tỷ tỷ của Ngọc Nhi, cho nên đã mạo phạm cô. Nếu tỷ tỷ muốn dẫn Ngọc Nhi về thì nên tranh thủ, nếu không trời tối rồi. À, trên đường đi chắc sẽ đói bụng đó, để tôi vô lấy thức ăn cho tỷ mang theo nha. Điều đó không cần đâu. Ngọc Nhi, chúng ta đi về. Vậy muội về phòng thu dọn hành trang. Cuối cùng bỏ đi rồi, cuối cùng bỏ đi rồi. Đâu có gì thu dọn, chúng ta phải đi cho kịp. Ngọc tỷ tỷ. Sao muội? Người ta đang nói chuyện với muội đó. Kẻ muội hả? Hôm nay muội sao vậy? Ý như là kẻ mất hồn. Hay là khoảng thời gian qua muội không chịu đi về vì có ý trung nhân ở ngoài? Đâu có. Sao tỷ lại nghĩ vậy? Không có thì tốt. Muội không lại gì điều cấm của Hải Sa Cung. Nếu muội có tình cảm với đàn ông, không cần ta nói, tự muội cũng biết hậu quả như thế nào. Mẹ, cha đã bỏ chúng ta đi rồi, mẹ đừng có bỏ con nữa nha. Mẹ bệnh rồi, để con đưa mẹ đi khám đại phu nha. Mẹ, lúc yêu nhau thì mãnh liệt, còn chết thì thê thảm đau xót. Lúc tình yêu đã đi vào đường cùng, lúc đó đàn ông đang ở đâu? Đừng có chết mà, mẹ đừng có chết, đừng bỏ rơi con mà, mẹ đừng bỏ rơi con. Có phải bạn đang tìm cái này không? Lớp bà, bà đang tìm cái này sao? Chẳng lẽ kết cục của tình yêu là như vậy sao? Mẹ đi khám đại phu, con xin mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bỏ rơi con mà. Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng bỏ rơi con, đừng bỏ rơi con mà. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Cây châm này chẳng phải Ngọc Nhi nói đây là thứ quý giá nhất của cô ấy sao? Tại sao cô lại bỏ lại ở đây chứ? Nè, sau khi uống vô giải trừ bách độc chỉ trong một canh giờ thôi, tôi chắc chắn minh chủ sẽ tỉnh dậy ngay. Đợi đã,
chuyện gì đây? Xưa nay ta chưa từng nghe nói có loại thuốc nào giải trừ bách độc. Liệu loại thuốc này có tác dụng phụ hay không? Cậu yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Nè, thuốc uống xong rồi, lát nữa bên chủ của các cậu sẽ tỉnh dậy thôi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Sư phụ chết rồi. Người dám hại chết bên chủ của ta. À, không thể nào. Tôi không biết. Không thể nào. Sao lại không thể nào? Đừng giả giờ. Người mau đi theo Minh chủ xuống suối Giang đi. Trời ơi, tha cho tôi đi. Còn đừng có giết tôi. Nếu còn mà giết tôi vậy Minh chủ sẽ không thể sống lại được. Đừng nói chuyện dư hơi nữa. Minh chủ đã chết rồi. Không có. Thuốc này như Trại Qua Đà hốt cho tôi. Nếu có thể mà Trại Qua Đà đến đây, tôi chắc chắn Minh chủ sẽ tỉnh lại. Tôi cho rằng ta tin người nói nhảm hay sao? Nhậm đường chủ, huynh làm như vậy là ý gì? Chẳng lẽ huynh không muốn trả thù cho Minh chủ hay sao? Từ Ma Hữu Sứ, huynh không nên manh động. Chẳng lẽ huynh tin ả nói nhảm hay sao? Những lời ả nói không phải không có lý do đâu. Tôi từng nghe kể Trại Qua Đà có khả năng khởi tử hoàn sinh. Có lẽ hắn thật sự có cách cứu sống Minh chủ. Cho dù hắn chịu ra tay cứu, chưa chắc đã có hiệu quả đâu. Lão già kia, tôi biết trước kia là lỗi của tôi. Ông mau đến cứu tôi đi. Sau này tôi không làm như vậy nữa đâu. Nếu ông không đến cứu tôi, tôi làm ma cũng không tha cho ông. Trại Tây Thi, tôi nghĩ tên lão già của ngươi sẽ không tới cứu ngươi đâu. Thời gian 2 canh giờ đã qua rồi. Khả bẩm hữu sứ, đã qua hết rồi. Tạm. Lão đầu ơi, ông đến cứu tôi hả? Tôi biết chắc ông sẽ đến cứu tôi mà. Tôi không phải đến cứu bà, tôi đến xem náo nhiệt thôi. Hả? Ông muốn cứu vợ ông, vậy phải xem ông có đủ bản lĩnh hay không. Một khi tôi đã đến, nhất định phải đưa bà ấy đi khỏi. Lão già kia, chỉ cần ông chịu đến cứu tôi, tôi có chết cũng đáng. Ông cũng đến cứu tôi hả? Tôi mừng quá. Bà không sao tôi chứ? Tôi không sao. Vậy tôi cứu bà thoát trước. Ông đến đây làm gì? Lãng tai, tôi đến đây đi cứu người. Bà ấy không cần ông cứu. Ông biến khỏi đây đi. Với ông, làm sao có thể trông cậy vào ông? Ông về ông uống rượu của ông đó. Có thể cứu bà ấy hay không, không liên quan gì đến ông. Giỏi gì sao? Chẳng lẽ ông quên mất ta là ai à? Kẻ đối đầu, không cần ông nhắc nhở. Được, hôm nay chúng ta hãy tính sổ cho xong, xem ai có tư cách cứu bà ấy. Bộ tôi sợ ông hả? Ai sợ nè, ai? Nè, hai người đã làm sáng tỏ đối tượng chưa? Sao lại cãi nhau ông sòm vậy? Mau cứu tôi đi chứ. Hôm nay mà không cho hắn bài học, tôi thấy khó chịu trong người. Nếu ông muốn mất mặt ngay trước đám đông, tôi sẽ chịu theo ý ông. Vậy phải chờ ông đánh bại tôi. Được. Được chủ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Bất luận là chuyện gì, chờ họ tàn sát lẫn nhau xong, đỡ tốn công chúng ta. Dù sao chỗ này cũng là Chí Tôn Minh, đâu cho phép họ đến đây để gây rối. Dạ, Minh chủ, tôi nghĩ huynh nên ra tay bắt họ đi.
không, mục đích của chúng ta không phải là bắt người mà là cứu người. Thủ sứ, tôi nghĩ chúng ta nên làm theo kế hoạch đã định thì hơn. Nếu ông không chịu về nhà để uống rượu, vậy hôm nay tôi sẽ đổ hết toàn bộ số rượu của ông, để ông không có rượu mà uống luôn. Nè, đó là báo Dương Tửu đó, sao ông có thể làm như vậy? Ông, cái tên đại phu giang hồ như ông ngang nhiên dám mạnh tay như vậy, vậy ông được trách tôi quỷ thùng thuốc không? Dám đâu, tại vì nếu không có thùng thuốc này, ông sẽ không thể cứu bà ấy được. Thử đi. Món nợ này hôm khác chúng ta tính. Nè 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 nè, ông đến đây cứu tôi mà, sao lại bỏ đi? Chính hắn không cho tôi cứu bà kìa. Ê, đợi đó. Nè 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 nè, đừng kêu hắn nữa. Hắn đến cứu bà chỉ làm hỏng chuyện thôi. Trai tiền bối, ông vẫn đã chưa? Nên bằng công chuyện rồi. Ai dẫn mặt với cậu? Mau đưa tôi đi gặp quan Ngự Thiên. Sát khí của quan Ngự Thiên không giống được chết chút nào. Anh nói bậy bạ, ông ấy đã chết mấy canh giờ rồi. À, ý của tôi là minh chủ đã tắt thở mấy canh giờ rồi, chẳng lẽ có bấy nhiêu đó ông cũng không phát hiện ra hay sao? Cặp mắt có thần nhưng trung không rút, có người chết nào giữ được sát khí như vậy? Tôi nghĩ quan Ngự Thiên vốn chưa có chết. Hả? Trả quá đà, ông khoan hãy ra về. Ông nói rõ mọi chuyện đi, sao ông nói minh chủ còn sống? Trong đời tôi từng chứng kiến bao nhiêu người chết, kẻ nào mà muốn giả vờ chết trước mặt tôi không dễ dàng như vậy đâu. Thôi được, bất luận các người nghĩ như thế nào, tôi cũng phải đi về. Nếu ông muốn đi về thì hãy để lại thần dược, tự chúng tôi cứu mấy. Cậu hả? Cậu không phải đại phu, tại sao tôi phải đưa thuốc cho cậu? Trải qua đà, nếu ông nói minh chủ vẫn chưa chết thì ông mau tìm cách giúp minh chủ tỉnh lại. Ông phải chứng minh cho chúng tôi xem. Từ mà hữu sứ, huynh nghĩ có đúng không? Ừ. Tôi nghĩ hắn vốn không có khả năng để trị khỏi bệnh cho minh chủ. Người đâu, giết hắn cho ta. À, nói đến cùng thì vẫn đòi giết tôi. Nếu ông có thể cứu minh chủ, chúng tôi sẽ để ông đi. Nhằm đường chủ, huynh làm vậy là ý gì? Sao huynh năm lần bảy lượt ngăn cản tôi ra tay vậy? Huynh làm như vậy là đang ép tôi đó. Thôi được, thôi được. Vậy tôi hứa, cứu chữa cho quan Ngự Thiên thì được rồi. Tất nhiên là ta chưa chết rồi, ta còn muốn trường sinh bất lão nữa kìa. Vừa rồi rõ ràng thuộc hạ nhìn thấy minh chủ đã tắt thở qua đời rồi, tại sao bây giờ lại... Sao vậy? Thấy ta được sống lại khiến cậu không vui sao? À, không có, không có. Thuộc hạ chẳng qua nhất thời nghĩ không ra mà thôi. À, đúng rồi minh chủ, cái cửu long thạch có thật sự lợi hại như vậy không? Hắn vẫn chưa có chết, vừa rồi ta chưa có chạm vào người của hắn. Quan Ngự Thiên, trả thuốc cho ta. Trải qua đà, thời cơ tốt nhất cho ông giết ta đã qua rồi. Vừa rồi ta cảm nhận được tay áo ông hừng hực chân khí, nếu ta còn không ra tay nữa, thật sự chết trong tay ông đó. Đúng vậy không hả? Xem ra ông muốn lợi dụng chuyện bị hành thích, cố tình dàn dựng chuyện này gài tôi vào ấy. Mục đích chính là cửu long thạch này. Xem như tôi sơ sẩy. Những gì ông nói hoàn toàn đúng. Ta từng được nghe kể về tính tình của ông, cố chấp và rất kỳ lạ, nhất định không giao cửu long thạch cho ta. Nếu ta cố giành lấy, ta khẳng định ông thà thiêu quỷ nó cũng không cho ta đọc được. Ta nói có đúng không? Minh chủ,
Thật ra thì Cửu Long Thạch này có tác dụng gì mà khiến ông Cố Công giành lấy nó vậy? Ngày xưa có một lời đồn rằng Cửu Long Thạch do thần tiên trên trời, sau đó lấy nhau con rồng rồi gối lại thần thổ trên trời mới tạo thành Cửu Long Thạch. 500 năm mới có một hạt. Nó có thể giúp người ta tăng thêm công lực, trường sinh bất lão. Sức mạnh thần kỳ rốt cuộc đã tới tay ta rồi. Thần dược như vậy chỉ có kẻ ngốc như ông mới dùng để phổ độ chúng sinh mà thôi. Tiếc thật, tiếc thật. Ông tiếc thật chuyện gì? Ông muốn làm gì tôi thì cứ ra tay được rồi. Được, quả nhiên là người gan dạ. Nếu như giết ông đúng là tiếc thật. Sư phụ, đồ nhi mạn phép, cầu xin sư phụ tha cho trải qua đà. Nhậm đường chủ, chưa đến lượt quân lên tiếng đâu. Được, nay đồ đạc đã thuộc về ta, hôm nay ta tha chết cho ông. Chẳng phải ngài nói người này có ác ý hay sao? Tại sao còn thả hắn đi? Minh chủ, hay là giết hắn đi để ngăn chặn tai họa. Các ngươi câm miệng. Có khi nào ta nghe ý kiến của các ngươi không? Hả? Không dám. Quan người thiên, đừng tưởng ta sẽ cảm kích ông nữa. Thiên hành, lý do mà con kêu ta thả trải qua đà là gì? Giết trải qua đà thì quá đơn giản, nhưng mà sẽ đánh mất cơ hội để lôi kéo Phong Trần Tam Hiệp. Trải qua đà, Trại Tây Thi và Tử Trung Tiên, ba người này tuy ba nhưng là một, và chỉ có Trại qua đà mới có thể dụ được Tử Trung Tiên lộ diện một cách dễ dàng. Bọn người này lôi kéo được thì tốt, nếu không lôi kéo được nhất định phải đau gốc tróc rễ, không thể để lại tai họa. Huống hồ chúng ta còn một mối tai họa khác, Hách Liên Bá của Hải Sa Cung đang rình rập chúng ta từng ngày. Ngay trong lúc này chỉ cần thêm một người bạn thì bớt đi một kẻ thù. Lần này có thể thuận lợi lấy được Cửu Long Thạch, Thiên Hành, công lao của con không nhỏ đâu. Sau khi sư phụ luyện thành thần công sẽ truyền thụ cho con, sẽ cho con tận hưởng cả đời không hết. Đa tạ sư phụ hậu ấy. Ê, lão đầu ơi, bà làm tôi giật mình à. Tại sao bà lại ở đây? Tôi thấy ông trở về tôi mừng quá. Nè, tên quan ngự thiên đó thế nào rồi? Bà đừng có hỏi nhiều nữa, mau đi theo tôi, chúng ta về nhà ha. Ê, tôi không chịu đâu. Chẳng lẽ ông cũng không thể rời khỏi cho quan ngự thiên? Vậy sao ông có thể trở về được? Ơi, bà đừng có hỏi nhiều nữa, mau đi theo tôi. Đi. Không chịu đâu. Hôm nay ông không nói rõ đầu đuôi, tôi không theo ông về đâu. Tôi không đi. Bà, thôi được. Nếu tên khốn kiếp đó phái người đến bắt bà chém đầu, lúc đó tôi không cứu bà nữa đâu. Không được đâu. Trời ơi, bà hãy động não giùm đi. Quan Ngự Thiên cướp Cửu Long Thạch của ta rồi, sau đó lại thả đi, ai biết được hắn định giở trò gì. Lúc này không chạy trốn, e rằng sẽ chuốc họa vào thân đó. Ông nói cái gì? Cửu Long Thạch bị hắn cướp mất rồi. Trời ơi, ông bất lực quá vậy. Đó là do tổ tiên ông tốn cả đời tâm huyết mới luyện ra được đó. Nó là thần dược 500 năm hiếm thấy một lần. Làm sao sống thêm 500 năm nữa đây? Bà tưởng tôi cam tâm tình nguyện hả? Tôi cũng đau lòng lắm, nhưng có được gì đâu hả? Tôi đánh không lại họ, chẳng lẽ ở lại nạp mạng hả? Vậy tại sao Quan Ngự Thiên lại thả ông đi? Trời ơi, chính vì tôi không biết tại sao cho nên mới cảm thấy đáng sợ. Nói chung là chúng ta bỏ trốn trong lúc này là đúng rồi hả? Nếu đã như vậy, chúng ta đi tìm Tử Trung Tiên về, sau đó bàn bạc cho kỹ. Tôi đang nghĩ nếu Phong Trần Tam Hiệp chúng ta mà hợp tác với tên Quan Ngự Thiên đó, không làm gì được chúng ta. Ha ha ha!
Ngươi là ai? Được rồi, chúng ta có rất nhiều thời gian, có thể từ từ bàn. Ông ngủ một giấc trước đi. Quan Ngự Thiên,